Hello luôn, xin chào các bác. Vâng, ở miền Bắc đang mưa gió khó chịu quá, thực sự là rất khó chịu. Mà đi làm rất là cửa ở công ty, sau đó em lại về nhà làm video các bác, mà thực sự rất là nhàm chán, máy chơi game thì nhiều rồi, mà cầm theo máy chơi game cùng với lại cả một chiếc điện thoại thì khá nặng nề. Thế nên là em thấy trên Shopee có này hết. Cái này thực ra là có lâu rồi, nhưng mà lần này em sẽ ít người review đấy, em sẽ mua về review cho bác xem nhá. Đó, thì các bác nhìn thấy đây này, trên này nó ghi chú là hàng hóa là cái gì. Đấy, tên sản phẩm số lượng là một, mà không biết tên nó là cái gì thì em nói luôn nhé. Đây là một chiếc ốp lưng của chiếc iPhone 7 Plus này, mà em dùng iPhone 7 Plus đây, một chiếc máy em đang quay phim mà chiếc Note 8 mà. Đấy, đây là chiếc ốp lưng của chiếc iPhone 7 Plus này nhé, nhưng mà cái dạng là dạng máy chơi game, có nghĩa là nó sẽ có cái màn hình sau để chơi game các bạn, trên một số game net nhẹ nhẹ đấy. Ai cho các bác xem này, đây em đã đặt hàng rồi đây. Đây thì cái sản phẩm này em mua có 150.000 thôi, rất là rẻ, em thấy nó rẻ quá em mua. Mà cả tiền ship nữa, tính ra có một cả tiền ship nó tính ra là có đây các bạn này, cả tiền ship tính ra có hơn 100.000 tí thôi, 167.300 đồng đây các bác nhé. Các bạn nhìn nhá, một chiếc ốp lưng chơi game đó. Bây giờ tự nhiên cái màn hình cái điện thoại này của mình lại trở thành hai màn hình luôn đó, các bạn hồi hộp không? Bây giờ em bóc hộp nhá, các bạn nhìn nhá, tổng về đây là 167.000 này đó. Đây, Trung Quốc đóng gói rất là chắc chắn này đấy nhá. Đó, màu trắng, không biết là màu gì, nhưng mà gửi về một cái ốp màu trắng, các bạn nhìn không? Màn hình màu đàng hoàng luôn nha. Đấy, ốp cực xịn luôn. Đây này, ở ngay trên hộp nó ghi là game phone cách. Đó, ốp lưng chơi game điện thoại đấy. Ở dưới này nó sẽ ghi là những game truyền thống được tích hợp ở trên cái ốp lưng này, gồm 36 game. Đó, các bạn nhìn không? Tên mã của nó D10 nhá. Cái này dành cho iPhone 6 Plus này, iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus được luôn. Đó, có nghĩa là dùng 6, 7, 8 mà lướt luôn. Đó, các bạn nhìn nào. Đây, trên này nó có một số hình ảnh của những cái game có tích hợp này, gồm có cái game Contra này là Contra 3, à Contra, Super Contra. Đó, là game nhất này, game này là game xe máy chứ này, vào xe máy của các bạn này. Game này là game Speak Spanish, game này rất là hay, em rất thích game này. Đó, đánh 5 cửa này. Game bóng chày này. Đây, là có những game này. Bên này này, là game này, game tennis này. Game này là game bắn bóng bay này, game này gồm đua xe công thức 1 này, và một game là game bóng đá. Đó, nó tích hợp ở trên này luôn, màn hình màu luôn các bạn nhé. Đó, trên hộp nó rất là chắc chắn như này. Để mở ra xong thì các bác xem. Đó, thì sản phẩm nó đây cũng tương đối là dày nhá, cũng tương đối là dày các bác nhá. Có lẽ là đây các bác nhìn thấy này, cái độ dày của nó ở chỗ này nó rơi vào tầm khoảng 2mm. Đó, độ dày của cái lưng, cách cái lưng máy điện thoại lên gốc là 2mm, cũng khá là dày, hơn 2mm, phải đến 3-4mm đấy. Đó, rất là dày các bác nhá. Đây theo thì nó có thêm một cái, theo sản phẩm nó có thêm một cái dây sạc. Thì đây là cổng sạc micro USB. Mà giá cổng sạc Lightning thì ngon nhỉ. Cổng sạc Lightning dùng chung điện thoại tốt quá, nhưng không dùng chung điện thoại nha. Cổng sạc micro USB nhá. 150 thì cũng khá là tốt. Ok, em lắp vào thử xem này. Đây, dây cái 7 lớn nhá. Thì chắc bóc cái này ra thì trong này nó sẽ có cái chỗ khu vực mình tháo ra để thay pin thì biết được này. Đây, đó, các bạn nhìn cái D10 nhá. Không biết ở đây là những cái gì này. Màn hình, bảo vệ màn hình này, bảo vệ chống vỡ này, chống nước, chống ẩm gì đấy. Ok, không quan tâm, cho vào này. Đây, đó, bác nhìn này, máy rất dày này. Dày khoảng 1cm, hơn 1cm một chút. Đó, dây sạc phải cắm vào đây. Đó các bác nhá, đó, một khác lại có một cái móc đeo đây này. Đó, thì cái khu vực camera nó sẽ lõm vào như này, và đây sẽ lắp được cả iPhone 6 Plus nữa. Nó sẽ làm tỏa hẳn ra để chúng ta có thể lắp được 6 Plus, 7 Plus hoặc 8 Plus. Bây giờ em mở sẽ lên xem game như nào nhá. Giữ phím on off. Thật là tuyệt vời. Các bác có nhìn thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Màn hình đã bị vỡ rồi. Quá buồn. Đó. Mua ở trên Shopee đấy. Phải cẩn thận nha. Rồi gói rất cẩn thận là màn hình đã bị vỡ. Ok. Không sao, hình như là trước em có dùng một cái ốp khác. Ok. Hẹn lại, gặp lại các bác trong cái clip sửa cái máy này. Các bác thấy chán lắm. Mà Trung Quốc nhiều khi nó cũng dạy lắm. Chả biết đóng gói hay là do chúng nó cố tình nó gửi thì không biết, hay là do đóng gói vỡ. Nhưng mà thực ra là em thấy nó cũng khá là dày, mà sao mà vỡ được. Cái kia nó đẹp, cái túi nó đẹp rất là dày. Tối em cầm về nhà đây, em mang lại nhìn lại nha. Đó, nhưng mà rất là may. Thực ra là em cũng không cần phải trả đâu, mất thời gian lắm. Ngày trước em có dùng iPhone X mà bị sọc màn, mà em từng làm clip thay cho các bác xem đấy. Các bác nhớ không? Đó, thì hồi đấy em cũng dùng một cái. Đây. Và sao em cho vợ em cái máy đấy thì vợ em nó không thích dùng cái ốp này, vì nó dày quá.
Thành ra là em có cho thằng cu nhà em nó chơi game. Hồi đấy không có tiền để mua máy chơi game, chơi chế thế này. Thì nó bị hỏng pin là về sau em chế ra những kem cắt như này mà em hà cái chân pin lắp cái pin pin tiểu vào đây. Nhưng mà thực sự là em chế làm sao mà cũng nó không chơi luôn. Nó không chơi luôn nhá. Thì bây giờ em sẽ lấy cái pin này và hàn của pin kia vào. Ok, bây giờ em sẽ tháo ra nhá. Cái này là em tháo rồi. Nhưng bây giờ em tháo ra các bác xem luôn bên trong. Thì nếu mà như cái màn hình mà nó kết nối bằng kiểu socket ấy thì em thay màn hình nó cho nhanh. Thế nhưng mà cái màn hình nó lại kiểu hàn như thế này. Thì đấy, các bác phải làm theo. Màn hình nó hàn như này thì cái việc mà mình hàn bao những cái chân này so với việc mình hàn hai cái chân pin như này thì hàn hai chân pin nó vẫn lợi thế hơn, đúng không? Đấy, tháo ra nhé. Đây. Đấy, ngày trước thì em có chế nó rất là nhiều. Đấy, em bắt chặt mất rồi. Bây giờ em sẽ có mở hàn, mai phải có một cái mở hàn. Đây, mở hàn đẻo đẻo đây. Đấy. Đó, hàn nó ra. Rồi dây loa. Đây là dây loa. Gọi để em nhắc đấy ạ. Ok. Đó. Đây. Để em hàn vệ sinh lại cái chân cho nó đẹp. Đây, chân ngon chân pin ở đây nhá. Đó, để bác nhìn đây. Đây. Cái này thì màn hình nó còn nguyên. Đó, ok, bỏ sang nhá. Bây giờ sẽ tháo cái con này ra. Đây. Con này về thì nó như thế này này. Đấy, các bác có thể lột cái này ra. Lột cái này chỉ là cái miếng giấy bên trên, cái dán bên trên thôi. Lột ra sang vặn ốc là được. Đây, để xem chỗ nào này. Chờ tí nhá, để em tìm chỗ lột. Đó, lột ra như này. Thì bên dưới nó có cái ốc và vặn nó ra thôi, như cái kia thôi. Đó. Rồi cẩn thận nó không rách, tí dán lại cho nó đẹp. Thì có để vào nhìn nó cũng xịn đó. Đấy. Nhiều khi mua hàng ở Trung Quốc những cái thiết bị mà nhạy cảm như này rất dễ bị ăn lỗi. Bởi vì thứ nhất là nó quá rẻ. Ngày trước em nhớ em mua ốc của qua iPhone X kia nó phải lên đến 400.000 nữa. Cũng mua trên Shopee 400.000. Đó, rất nhiều ốc này, các bạn nhìn không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? 10 con ốc vặn mỏi tay. Đó, thì em mua cái ốc kia đến 400.000. Thì đợt này em lên trên mạng em thấy nó rẻ quá. Và cái con iPhone iPhone 7 Plus này là của bọn em đổi cho này. Màu hồng luôn. Đó. Thành ra là cứ thay cái em lắp ốc này vào chơi game thành một điện thoại hai màn hình cho nó hoành tráng. Và tại vì là con iPhone X thì nó bé. Cái thân máy nó bé thành lắp cái ốp này nhìn nó buồn cười lắm. Nó không đẹp, nó quá dày. Nhưng mà con 7 Plus vào thì em vừa thấy là lắp nó đẹp hơn. Đó là bác nào mà con 6 Plus. Này bác nào có 7 Plus ấy, mà các bác mua cái ốp này thì ở trên Shopee nó bán, em tìm được cái trang rẻ nhất là bán 150.000 nhé. Các bác có mã miễn phí giảm giá này, bác áp vào thì bác không mất tiền mà em không có, em mất 17.000 đấy. Thì là các bác cần link, các bác không tìm thấy các bác cần link, các bác cứ in cái comment vào video thì em sẽ gửi link cho các bác để các bác đặt mua nhé. Đấy, còn bây giờ thì em sẽ thay cái này để cho nó chơi được, còn sau đó em sẽ mở lên cho các bác xem luôn. Thì cái này nó thiết kế rất đơn giản lắm. Đây, có đâu nữa này. Em tháo ra rồi, đây như cái kia nó y xì nha, không khác nhau thế này. Đây. Đây nha. Ok, bạn xong ốc rồi. Đây. Tháo ra nha. Đây, đứng hệt nhau chưa? Đó, các bạn nhìn nào. Đây, cục pin và cái loa có thêm một cái chân sạc. À, cái này chân sạc rời. Đó, cái này thì chân sạc ra liền như này. Đó, mày quá, chân sạc rời thì càng dễ hàn. Chân sạc rời thì hàn vào đây phát là xong. Mày quá. Thế cái này ngày xưa nó hỏng chân sạc đó, em độ pin. Cái này hỏng chân sạc đây, chân sạc rời mày quá, chân sạc lại cái này rời này.
Đó, em quên mất là em không nghĩ ra là cái chân sạc của cái này là nó bị hỏng đây này các bạn này. Nó bị hỏng thành ra em mới độ ra để em độ cái pin và lắp pin, mà cái này lại giờ là như thế này. Thế không biết. Ok chưa? Đó, bây giờ em sẽ hàn đấy nha. Ok, thì chờ em hàn xong bởi vì để cái máy quay nó vướng á. Và em sẽ cho các bác xem là bên trong nó có những game mà chơi game như nào nhá. Ok, em sẽ bỏ cái máy qua bên này okay. Xong rồi nhá. Đang cắm sạc. Tại vì là bật lên nhiều quá nó thành ra nó hết pin, mà mình không sạc em mất hết pin, em cắm sạc hay cắm sạc cái điện đâu. Ok nhá. Đó, thì đây xem qua cái main của cái máy bị mỡ đây các bác này, em vừa mua đây. Main thì đơn giản lắm, các bác em, rất đơn giản này. Đó. Rất là cơ bản luôn, các nút bấm thì ở đây, nút bấm thì nó bằng cao su thôi. Màn hình thì vỡ rồi. Thì cái màn hình này thực sự là màn hình này là theo rất là nhiều loại khác, cái màn hình này mua chỉ có mấy chục nghìn thôi. Đó, điện thoại, những điện thoại của tàu đa phần dùng cái màn hình này. Ok, bắt đi nhá. Đấy, một cái máy này. Chắc là em có để sạc đi, mặt đây lại nhá. Đó, bắt đi nhá. Chọn tiếng Anh. Đây, lại lắp vào cái máy này. Lắp vào cái iPhone. Đây. Đấy, hai màn hình, lật lên màn hình nữa này. Đó, lật lên màn hình nữa này. Chọn tiếng Anh nhá. Màn hình hơi chói nhỉ. Đó, lấy nét lại này. Đó, các bạn nhìn không? Có con cha này. Có Super Mario Bros này. Có trò xếp hình này. Có trò Bomberman này. Có trò Gara, cái này chắc là bắn máy bay. Trò xe máy này. Trò Donkey Kong này. Đó, có trò bắn máy bay, bóng bay này. Có trò, đấy, Spartan X ấy. Cái trò là Arcadroid, trò cờ vây. Trò này là trò cột, đây là cái trò mặt trượt này. Đây là đập băng này, cũng chơi được hai người. Trò này là Pac-Man nổi tiếng rồi này, Mario Bros này, cái đội đùa. Tennis đây, cái này đua xe công thức 1 này. Đây, trò xe tăng này, đó, xe tăng đây nha. Trò này là trò Pozan, không phải trò gì. Trò đọc xiếc này, trò pinball này, trò bóng đá này. Trò Lutheran Dưa, trò đó là trò nổi tiếng ở game net. Đó, nhiều lắm, 13-16 trò mà. Cờ tướng này. Uban trong quốc, cái này chắc là thể thao. Cái này Mappay là con chuột chạy con mèo này. Con mèo chạy con chuột. Cái này là... Đấy, rất là nhiều trò nổi tiếng đấy, bom rác này. Trò Star Fokker này, đó. Biệt đội các vì sao à. Đó, Macross này. Trò Sky... Đấy, có trò bắn lên bay. Đó, rất là nhiều trò 1942 nhá, nổi tiếng nhá, Olympic này. Đấy, đua xe ô tô này. Em chưa thể vào trò nhá. Nó đơn sướng lắm, nó rất là mềm. Ok. Đấy. Đó. Mà loa thì như không chỉnh. À đây là chỉnh loa này. À. Đây là loa này. Đếm những cao độ. Đó, loa gì đâu. Đó. Một cái ốp có 150.000 chơi game màn hình màu luôn. Thay cái máy chơi game được luôn. Cầm đỡ nặng nhọc, nếu bác nào chỉ chơi game net thì chơi được. Đó nghe không? Đó. Đó, các bạn thấy không? Tuyệt vời chưa? Đó, muốn reset lại, ấn lại này. Đó, chọn game khác chơi. À, chùa thần thánh đây. À, nhìn thần thánh chưa? Đó. Ok chưa? Tự nhiên có quả màn hình, điện thoại hai màn hình. Đó các bạn ơi, điện thoại hai màn hình luôn, màu trắng rất đẹp. Đó, thấy nhá. Ok, đơn giản là vậy thôi, mua chẳng may bị hỏng, may quá có cái màn hình để thay. Chứ không mà hỏng thì coi như là vẫn đi cái ốp 150. Đó, các bạn nào mà thích vừa ốp vừa chơi game thì mua nhá. Cần đường link để dưới em, còn một đường dưới em sẽ gửi đường link nhưng mà mua 150.000 thôi. Đó, các bạn thấy hay thì cho em một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Nhớ subscribe kênh YouTube của em và yêu cầu em mua cái gì em có tiền để sẽ mua cho các bạn xem luôn nhá. Cảm ơn các bạn xem clip, chào tạm biệt các bạn nhá.